only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die. God the God bất chợ, gã đồ tể giang hồ chợ lớn đã lấy mạng bao nhiêu vị thần? Chà, sương sương có ít nhất 100 cái tên đang đợi các ông khám phá cùng Messine tôi đây. Nên ngại gì mà không khám phá ngay nhở? Và xin lưu ý, đây là sản phẩm research với sự hướng dẫn từ Gosama nên sẽ mang tính chất tham khảo thiện lành anh em nhé. Giờ thì đi diệt thần nào. Theo comics, Go vốn chỉ là một cư dân bình thường thuộc hành tinh có môi trường sống khắc nghiệt. Cả đời hắn được dạy rằng phải cầu nguyện với thánh thần và mong họ ban ơn. Nhưng khi cha mẹ chết, vợ chết, con chết, niềm tin của Go còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Gã cực kỳ tuyệt vọng cho đến lúc thừa hưởng Old Black Necrosort. Từ đấy, mỗi lần đối mặt thần thánh, Go luôn: tao mà gặp mày nha, gặp ống nè, trong vang. Vậy tính luôn truyện tranh và bản MCU thì Go tiễn đưa các vị thần nào đây? Đầu tiên là vị thần giáp vàng. Trong Thor God of Thunder số 6, quá khứ đau đớn của Go đã hé lộ, tương tự như những gì mà tôi mới kể các ông nghe. Hắn chạm trán hai vị thần lạ mặt tại quê hương và sự sống, cơn thịnh nộ của Go đã thu hút sự chú ý của Symbiote. Qua đó, Go dùng sức mạnh mới hạ sát gã thần mặc giáp vàng, lấy chiến công đầu rồi lên đường thỉnh kinh. À mà tên mặc đồ đen này là Nun, nhưng chưa chết các ông nhá. Kế tiếp, Thor đến Omnipotent City, vào đại sảnh của những kẻ mất tích, và anh mới phát hiện ra cái chết của hàng loạt vị thần. Mở màn là vua sồi và hoàng hậu Sequoia, chủ nhân vườn địa đàng che phủ bởi hệ sinh thái đẹp đẽ trên hành tinh Glenglavan Glade. Hai chủ tể của mùa màng khắp vũ trụ này đã bị ghim lên thân cây mà họ yêu quý khoảng 2.000 năm trước. 800 năm sau, tới lượt 9 vị tiên chiến tranh của Wendy Gotch, aka 9 hộ vệ, cho Hornwood đi bán muối. Họ vốn sinh sống trong một cung điện có tường thành phủ đường ngọt ngào ở một thung lũng nơi bầu trời ban mưa sữa và cây cối rỉ mật. Nhưng cái chết của họ đã khiến rừng cây rỉ máu, trời cao tối đen bởi ruồi và giòi bọ rơi xuống từ đấy. Một số trường hợp khác không rõ thời điểm chết, dù ta biết họ chút hơi thở cuối cùng đã gần 500 năm. Bởi hành trình dò theo dấu răng của Go kéo Thor chứng kiến hàng loạt thi thể nằm trôi sông lạc chợ, bao gồm những vị thần san hô bất tử của Cadarax, cư dân Outer Void, chiều không gian đứng ngoài sự chi phối của bất cứ thực tại hay vũ trụ nào, người khổng lồ dung nham cuối cùng, Vought huyết nhãn, Jotkiri, nữ thần tình yêu của chủng tộc Skrull, cuối cùng là Zeusler God John Cena, nam tước địa ngục cổ xưa. Toàn bộ đều đang dần phân hủy, thối rữa. Có thần chết cô độc hoặc tạo nên một chôn tập thể khổng lồ mà ở ngoài không gian còn nhìn thấy được. Mà nhắc chữ khổng lồ là phải kể ngay về Fauliga the Behemoth, xuất hiện rõ ràng trong teaser và trailer tiếng sét ái tình. Fauliga là vị thần bảo hộ biên giới thiên hà, đủ bá đạo để vờn chơi với hố đen vũ trụ. Lần cuối thần sớm nhìn thấy Fauliga là 100 năm trước và 95 năm sau thì kẻ ra đi, người ở lại. Cái chết này đã khiến Thor tự trách bản thân và thề rằng sẽ ngăn chặn Go tàn sát thêm. Game nào dễ đến thế? Go từng chém cả lò nhà thần bảo hộ hành tinh Indiga, vùng đất cằn cỗi mà Thor đến để hỗ trợ cư dân. Anh phát hiện trong lâu đài ngoài không gian, Hotske khắc nghiệt, Crosskin hung ác, công nương Vile nữ thần hung bạo, lãnh chúa Old Blood tàn nhẫn kèm 13 bà vợ, 13 người con trai đều bị chặt giết như động vật trong lò mổ. Rồi sang năm 893 trong công nguyên, tại ngôi làng nọ thuộc duyên hải phía tây của Iceland, Thor phát hiện thủ cấp một vị thần thổ dân châu Mỹ. Ánh mắt anh ta tràn ngập sự kinh hoàng. Cùng năm đó, thần sấm bản trẻ châu tiến ra biển Baltic, dọc theo bờ sông Niva và chạm trán Go. Khi này, hắn đã giết xong thần sấm Perun và hắc thần Chernobog, biến họ thành kỵ sĩ không đầu. À, cả con ngựa nữa. Ngoài ra, giữa trận combat giữa hai bên, Go tiết lộ thêm danh sách nạn nhân gồm cực kỳ nhiều thần chiến tranh, thần của sự sợ hãi, thần hỗn mang, thần của máu và thịnh nộ, rồi các thần đại diện sự điêu ngoa, ganh tị, dịch bệnh, động đất, diệt chủng, báo thù, sự thoái hóa và cái chết. Ngay cả vài vị thần của thơ ca hoa lá cây cối cũng lên thớt. Anh em thử tưởng tượng xem, mỗi loại ba mạng thôi là đủ khủng rồi. Nạn nhân nữa là Hincon, thần săn bắt vùng Siberia. Go khiến anh ta dở sống dở chết, làm người trung gian thông báo địa điểm kẻ sát thần ở. Hincon chút hơi thở cuối cùng là nhờ Thor ra tay nhân đạo. Anh em hẳn biết có tận 3 phiên bản Thor trong series comic God of Thunder. Chính xác hơn là Thor quá khứ, hiện tại và tương lai nhiều thiên niên kỷ tới.
sau khi thoát khỏi Thor năm 893, Gore the God Butcher lặn lội đường xa, tiếp tục sự nghiệp đồ tể. Đơn cử là hắn giết người bạn thân Gennaro và cả nhà của Shadrach, vị thần chế tạo mọi loại bom thuộc hành tinh Orthogo. Phải mất 1.000 năm tới thời hiện tại thì thần sấm mới tìm thấy lại hang động chạm trán Gore năm xưa và gặp Shadrach. Song song đấy, Gore sai đám Black Berserker giết hết tập đoàn thần thời gian ở Kronos, cung điện vô cực. Hắn cắt tiết họ, dùng số máu kia đổ xuống hồ Vĩnh Hằng và giúp The God Butcher quay về 14 tỷ năm trước, moi trái tim của một vị cổ thần có dáng hình con nít. Cuối cùng, diễn biến câu chuyện chuyển sang thời gian tương lai. Sự kiện Gore dùng hồ Vĩnh Hằng và việc Thor nhảy vào nhằm đuổi theo kẻ địch đã khiến cả hai di chuyển tới vài trăm năm sau. Tuy nhiên, The God Butcher tới trước thần sớm 900 năm, một khoảng thời gian dài dư sức giúp hắn giết và nô dịch rất nhiều thần thánh. Xương xương thì có cha mẹ, vợ con của Thor. Ai còn sống thì đều do Gore áp tải làm nô lệ lao động khổ sai cho hành tinh của hắn. Dám làm trái lệnh Gore đều bị đóng đinh như Volstagg the Valiant. Mà đương nhiên, tất tần tật những cái tên tôi nhắc đến chỉ là một phần nhỏ trong chiến tích đẫm máu của Gore. Chắc chắn là hắn còn tàn sát nhiều hơn, đủ khiến cho cả vũ trụ ngập tràn tiếng kêu la của các vị thần. Qua MCU, cách miêu tả chiến tích đáng sợ của Gore đã khác đi nhiều so với comics, dù vẫn giữ vài Easter eggs y chang truyện tranh. Ví dụ nhá, cảnh Fauliga hay đám thần hành tinh Indiga đều lên sóng, nhưng cảnh thành dương quá của thần săn bắn Hincon lại chuyển qua cho cô gái từng đấm sấp mặt Loki. Ngoài ra, ở đầu phim, The God Butcher sẽ hạ sát vị thần kẻ đã rũ bỏ dân tộc của hắn, khiến họ lâm vào cảnh tuyệt vọng, còn lại không có thêm mạng nào lên bàn thờ nữa. Vậy tôi xin ước chừng, Gore the God Butcher giết ít nhất 200 mạng thần thánh được gọi rõ tên hoặc được nhắc đến. Cơ mà cả vũ trụ, xuyên thời gian thì tôi nghĩ là số lượng sẽ khủng khiếp hơn anh em ạ. Với danh sách trên, tôi đang mong chờ xem Gore MCU sẽ thể hiện độ máu chiến ra sao, có đủ nguy hiểm và điên cuồng như bản comics hay không. Nếu các ông có mong chờ tương tự thì mau bình luận chia sẻ tôi nghe với nhá. Trước khi tạm biệt, nhớ tặng tôi một like, share và rủ bạn bè đăng ký kênh ủng hộ Messine ra nhiều video chất lượng hơn phục vụ cho mọi người. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. I love you guys!